Nguyễn Viết Xuân và câu chuyện về người anh hùng với khẩu hiệu nhằm thẳng quân thù, bắn. Các bạn thân mến, câu chuyện về người anh hùng Nguyễn Viết Xuân với khẩu hiệu nhằm thẳng quân thù mà bắn đã đi vào lịch sử với một huyền thoại về tinh thần dũng cảm, kiên quyết chiến đấu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Chính câu nói ấy đã cổ vũ tinh thần cho biết bao nhiêu chiến sĩ ngoài chiến trường. Sau này trở thành khẩu hiệu lệnh trong các lực lượng phòng không, không quân, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về người anh hùng này nhé! Một, tiểu sử và binh nghiệp của Nguyễn Viết Xuân. Nguyễn Viết Xuân sinh năm 1934, người là Ngũ Kiên, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, năm lên 7 tuổi, anh đã phải đi giúp việc trong thời gian dài suốt 10 năm. Vợ của anh là Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1934. Kết hôn từ khi chưa đầy 18 tuổi, hai anh chị cùng trang lứa với nhau. Hai nhà ở cùng một xóm, chỉ cách nhau cái dậu mồng tơi. Quãng thời gian hơn 10 năm sau khi thành vợ thành chồng cũng là khoảng thời gian anh cống hiến trọn đời mình cho đất nước. Hai lần được nghỉ phép về quê nhà với vài ngày ngắn ngủi không đủ để người vợ hiền có được một ký ức đầy đủ và dày dặn về chồng mình. Trước tiên là lúc hai anh chị nên duyên vợ chồng. Thuở ấy, quê hương Ngũ Kiên vẫn còn bị thực dân Pháp cai trị. Ngày cưới, làng vẫn còn có tục trao nón đón rước dâu, giã giò, đốt pháo. Khi vừa tròn 18 tuổi, anh đã đi từ vùng tạm chiếm ra vùng tự do rồi xin đi bộ đội. Chị Thanh ở lại quê nhà, ngày đêm ngóng đợi tin chồng. Nhập ngũ tháng 11 năm 1952, lúc đầu anh làm chiến sĩ trinh sát, rồi tiểu đội trưởng trinh sát, trung đội trưởng pháo cao xạ, sau làm chính trị viên đại đội. Bất kỳ ở cương vị nào, anh cũng luôn nêu cao tinh thần quyết tâm chống giặc, xâm lược, bảo vệ Tổ quốc, xung phong đi đầu, cùng đồng đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, anh đã cùng với đồng đội dũng cảm chiến đấu, không ngại hy sinh gian khổ góp phần vào thắng lợi chung của chiến dịch. Hòa bình lập lại ở miền Bắc, đơn vị của anh làm nhiệm vụ huấn luyện và xây dựng. Năm 1964, Mỹ thất bại nặng nề trên chiến trường miền Nam, Mỹ mở cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân ra miền Bắc nước ta. Nguyễn Viết Xuân với vai trò là một bí thư chi bộ, một chính trị viên đại đội pháo cao xạ đã nêu tấm gương sáng ngời về tinh thần kiên quyết tiến công địch. Và câu chuyện về anh, về biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng đã diễn ra trong trận đánh địch ngày 18 tháng 11 năm 1964. 2. Người anh hùng bước ra từ câu chuyện lịch sử. Trong trận chiến đấu này, Mỹ huy động nhiều tốp máy bay đánh phá ác liệt vùng Shalor thuộc miền Tây tỉnh Quảng Bình. Ngay đợt đầu, ba chiếc máy bay F-100 bất ngờ lao vào trận địa của đại đội Nguyễn Viết Xuân. Loạt đạn đầu tiên của khẩu đội 3 đã đón đánh chết đi đầu. Bọn địch đổi hướng tấn công và tập trung oanh tạc vào khẩu đội 3. Cả trận địa nổ súng giòn giã. Một chiếc máy bay trong tốp đã bốc cháy dữ dội, nhưng chiếc khác đã phóng một loạt tên lửa về phía khẩu đội 3. Bất chấp nguy hiểm, Nguyễn Viết Xuân đã lao ra khỏi công sự, đứng bên khẩu đội 3 đĩnh đạc tỏ rõ khí phách và hô lớn: "Nhắm thẳng quân thù mà bắn!" Giữa làn bom đạn địch, tiếng hô dõng dạc của anh vang lên trên trận địa đã trở thành khẩu hiệu khích lệ tinh thần chiến đấu của toàn đơn vị và trên khắp các chiến trường đánh Mỹ. Trận chiến vừa tạm dứt, anh đi khắp các khẩu đội để nắm bắt tình hình động viên chiến sĩ. Tuy nhiên, máy bay địch lại bất ngờ nhả liên tiếp các loạt bom xuống trận địa. Anh bị thương nặng, gãy nát đùi bên phải. Nhưng Nguyễn Viết Xuân đã yêu cầu y tá cắt nốt phần thịt dính vào chân cho đỡ vướng. Anh nói: "Tôi không việc gì", và căn dặn y tá không được cho mọi người biết. Anh vẫn tỉnh táo theo dõi cuộc chiến, biểu dương kịp thời các chiến sĩ lập công. Sau trận chiến ác liệt, anh cảm thấy mình không qua khỏi nên đã chỉ định người thay thế mình chỉ huy trận địa, phân công chăm sóc các đồng đội bị thương, bàn giao công việc tỉ mỉ rõ ràng, dặn dò kỹ càng về việc chấp hành nghị quyết của chi bộ và nêu một số đề nghị về công tác phát triển đảng, đoàn và khen thưởng trong đơn vị. Khi hy sinh, người anh hùng Nguyễn Viết Xuân mới có 30 tuổi. Lời hô "nhằm thẳng quân thù, bắn" của Nguyễn Viết Xuân đã trở thành khẩu hiệu tiến công trên các trận địa pháo phòng không của bộ đội ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Khi hy sinh, anh là thiếu úy, chính trị viên đại đội 3, tiểu đoàn 14, pháo cao xạ, sư đoàn 325, quân khu 4, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiện hài cốt của người anh hùng Nguyễn Viết Xuân được an táng tại nghĩa trang xã Ngũ Kiên. Anh được truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào ngày 1 tháng 1 năm 1967 cùng nhiều huy chương và bằng khen khác. Nhiều trường học
và hầu hết các thành phố ở Việt Nam đều đặt tên Nguyễn Viết Xuân, như đường Nguyễn Viết Xuân ở trung tâm Đồng Hới, Quảng Bình, phố Nguyễn Viết Xuân tại thành phố Hạ Long, phố Nguyễn Viết Xuân tại Hà Nội. Tên của ông cũng được đặt cho rất nhiều trường học. Đường Nguyễn Viết Xuân là một trong những đường dài ở thành phố Vĩnh Yên. Ông còn được nhắc đến trong bài hát Cùng Anh Tiến Quân Trên Đường Dài năm 1967 của nhạc sĩ Huy Du. Kể từ ngày đất nước hoàn toàn độc lập, non sông thu về một mối, nỗi đau của chiến tranh đã lùi vào quá khứ. Nhưng tên của các bậc cha anh như Nguyễn Viết Xuân và hàng triệu con người khác thì vẫn mãi được nhắc đến như một bản trường ca bất diệt. Những con người đã dù biết là khi ra đi sẽ xương tan thịt nát, nhưng vẫn không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh để chiến đấu cho lý tưởng cao đẹp, đó là giành độc lập cho dân tộc. 3. Nỗi đau của người ở lại. Đôi mắt buồn xa xăm, bà Thanh vừa bỏm bẻm nhai trầu, vừa ngẫm ngợi kể. Ông ấy đi chiến đấu, ít về nhà đến nỗi mà khi hy sinh bao nhiêu năm rồi, tôi cũng chưa một lần mơ thấy ông ấy. Gần 50 năm rồi, ông ấy cứ trẻ mãi trong cái ảnh kia, còn tôi thì già đi, suốt ngày mở mắt ở kia mà có nói câu nào với tôi đâu. Hy sinh một tháng thì đơn vị về báo tử. Lúc ấy, tôi đang có bầu cô Lâm được 5 tháng. Ông ấy về phép lần cuối cùng là vào tháng 6 năm 1964. Ngày bấy giờ, đế quốc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc. Toàn dân, toàn quân cùng đánh Mỹ. Trong lúc ấy, quê hương Vĩnh Tường quặn lòng hy sinh một người con anh hùng. Đau đớn, thương tiếc nhưng phải kìm lại dòng nước mắt, phải giấu kín nỗi đau trong lòng bởi đất nước vẫn còn chiến tranh, mà người thì vẫn sẽ còn ngã xuống. Người phụ nữ trẻ tê tái trong nỗi đau mất chồng, đứa con trai mới tròn 4 tuổi, đứa còn trong bụng mẹ, không bao giờ được gặp bố một lần. Ký ức ngày ông hy sinh ùa về, bà Thanh kể: "Ôi lúc ông ấy hy sinh tôi rụng rời, hàng năm trời tôi có làm được cái gì đâu, ốm đau triền miên, lúc đó thằng lớn mới có 4 tuổi, còn tôi thì có thai 5 tháng, cô Lâm còn chưa ra đời cơ mà, chỉ nghĩ được nước là làm sao sống để mà nuôi con nữa thôi." Nhắc đến chuyện đời giản dị của người anh hùng, cả người vợ hiền và người con trai của ông đều không giấu được những hụt hẫng và mất mát. Dường như nỗi đau của họ là có quá ít ký ức về chồng, về cha của mình. Đôi mắt của anh Nguyễn Viết Lai, con trai của anh hùng Nguyễn Viết Xuân, như chữ xuống, hai tay ôm vào má như giấu giếm một nỗi đau bất chợt dội về từ xa xăm nào đó. "Lúc bố hy sinh, tôi còn nhỏ quá, không nhớ được gì về ông cả. Sau này đi học thì mới được biết ít nhiều về ông qua sách vở. Rồi bạn bè cũng thì thầm, kia là con của anh hùng đấy. Nhưng tôi thì lủi đi vì tôi không còn bố nữa." Lúc ra đi, dứt bỏ quãng đời của người đi ở, rồi đến với cách mạng, người trai trẻ Nguyễn Viết Xuân chỉ có độc bộ quần áo rách trên người. Lần cuối cùng với thăm gia đình, trước khi trở lại chiến trường, Nguyễn Viết Xuân còn dặn, nếu sinh đứa con thứ hai là con gái, thì phải đặt tên là Lâm để ghi nhớ quãng đời sống gắn bó với chiến trường, với rừng núi trong đời người lính. Tháng 2 năm 1965, cô gái Nguyễn Thị Lâm ra đời, và người con gái ấy đã không bao giờ được gặp người cha anh hùng của mình lấy một lần. 4. Hãy cho ông ấy được ở gần con cháu. Lúc rời quê hương ra đi và khi đồng đội mang những di vật trở về quê nhà, tất cả cũng chỉ gói gọn trong hai chữ giản dị: một quyển nhật ký chính trị viên, đôi dép cao su, một bi đông nước, một con dao, cái thước, vài mẩu giấy tờ nho nhỏ, tấm chăn sờn hay bộ quần áo lính đã bạc màu. Thế rồi tất cả trở thành những kỷ vật vô giá đối với mảnh đất quê hương. Bà Nguyễn Thị Thanh đã ở cái tuổi gần đất xa trời, lúc nào bà cũng ngẫm ngợi, mỗi khi năm hết Tết về, là một mùa xuân nữa, ông xa nhà, xa con cháu. Ngần ấy năm bà chỉ được thắp hương, vun vén mộ phần của ông có 2 lần. Bà buồn rầu kể: "Năm 1979, tôi được đi 1 lần. Đến năm 1987, lại được tỉnh Vĩnh Phúc đưa đi 1 lần nữa bằng ô tô. Giờ thì tôi không đi được nữa vì yếu rồi. Mấy trăm cây số, lại phải đi bằng tàu. Gia đình tôi muốn đưa hài cốt ông ấy về quê nhà, sao mà khó thế? Hãy cho ông ấy được gần con, gần cháu." Tình người thì trăm năm hãy còn, nhưng tâm nguyện chưa thành nên lúc nào nỗi lo cũng canh cánh trong lòng người mẹ già suốt đời tần tảo. Đó là nỗi buồn, nỗi lo chính đáng của bất cứ người còn sống nào đối với người thân đã khuất. Anh Nguyễn Viết Lai tâm sự: "Phần mộ của bố tôi ở mãi Nghĩa Trang Tiên Hóa ở tỉnh Quảng Bình ấy. Gia đình muốn đưa ông về quê nhà mà chính quyền còn chưa đồng ý. Chúng tôi đã gửi đơn đến Sở Lao động Thương binh Xã hội của 2 tỉnh mấy lần mà không được. Dù sao bố tôi cũng là một anh hùng,
nếu gia đình tự đưa về thì không phải lẽ. Chúng tôi muốn xin chính quyền đưa đón ông về đàng hoàng. Nhưng tỉnh đây không giới thiệu cho đi, mà tỉnh trong đấy cũng không cho đưa về. Bố tôi đã xa gia đình mấy chục năm rồi, bây giờ hòa bình rồi, để cho bố tôi được về gần gia đình, được trở về quê nhà. Mỗi năm, đến ngày giỗ của ông, bà và các con phải ngậm ngùi thắp nén hương mà hướng lòng về miền Trung xa xôi. Mong ước cuối cùng khi về già của bà Thanh là được đón hài cốt của ông trở về quê nhà, cho con cháu được thường xuyên hương khói, tận hiếu với người đã khuất. Việc ấy gia đình rất cần sự giúp đỡ của các ban ngành, các cấp chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Quảng Bình để người anh hùng ấy có được một sự trở về xứng đáng. Mong sao Ủy ban Nhân dân hai tỉnh sớm làm việc, thống nhất để có thể đưa mộ phần anh hùng liệt sĩ Nguyễn Viết Xuân trở về quê nhà như tâm nguyện của gia đình liệt sĩ. Đã nửa thế kỷ trôi qua, nhưng ở nơi quê hương yên bình ấy, xóm làng, gia đình và những người thân yêu vẫn luôn chờ đợi sự trở về nơi an nghỉ cuối cùng, trở về nơi chôn nhau cắt rốn của người anh hùng chiến trận. Nguyễn Viết Xuân, lời anh nói thiết tha như ngọn gió bay xa, như khúc ca rục rã, thôi thúc trong lòng tôi tiến quân trên đường dài. Đường hành quân qua núi cao vực sâu, tôi đi hờn căm sôi trong máu. Nguyễn Viết Xuân, trận địa khắp nơi nơi, anh lại đứng bên tôi nhằm quân thù mà bắn. Đôi mắt như lửa soi, đốt thiêu quân thù này. Trận địa đây, đất nước của mình đây, lời anh vẫn vang lên nồng cháy. Kể từ nay, sông núi hay biển khơi, lời anh vẫn lên đời đời. Các bạn vừa theo dõi Nguyễn Viết Xuân và câu chuyện về người anh hùng với khẩu hiệu nhằm thẳng quân thù mà bắn. Hãy đăng ký kênh Chân Dung Lịch Sử và nhấn nút chuông ở bên cạnh để được cập nhật sớm nhất các câu chuyện và giai thoại về các nhân vật lịch sử nổi tiếng khác của Việt Nam và trên thế giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.